Mến chào ông bà, cô bác, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Anh Xứ Người. Hôm nay thời tiết vẫn còn rất là nóng. Mùa hè thì thời tiết ở đây rất là nóng luôn các bạn. Coi như là từ tháng cao điểm là tháng 7, tháng 8 là rất là nóng. Cho nên là mình rời xa thành phố để mà đi vô trong rừng. Đi vô rừng đi kiếm mấy cái thác nước hay là mấy con suối để mà chơi, để mà trốn nắng nóng á các bạn. Thì mình sẽ đến cái thác này nè các bạn, Hot Rift Falls. Đây là cái thác cũng tương đối dễ đi mà tiện lợi nữa, nó nằm sát lề đường luôn đó các bạn. Coi như là trên freeway mình vừa quẹo xuống một cái thôi là mình sẽ gặp cái thác này liền, cho nên là rất là tiện. Mà đậu xe thì parking đậu cũng free, cũng miễn phí, rồi đi vô cái thác này cũng miễn phí, cho nên là thiên hạ đi vô đây cũng khá khá. Họ đi vô họ tắm đó các bạn, rồi họ đi ra mà tắm nó giống như là tắm vòi bông sen vậy đó các bạn. Rất là vui. Ở đây là một cái vòi nước, nhưng mà nước này là nước từ ở trên thác đi xuống đó các bạn. Họ để cho người ta rửa tay, hoặc có thể muốn uống thì uống, tại vì nước đó là sạch. Rồi mình đi dài dài vô trong đây ha. Đây là một rừng nguyên sinh đó các bạn, nó xanh rì luôn và đi rất là mát. Mình vô đây mình không còn cảm giác mà nóng nữa các bạn. Ở đây nhiệt độ mát rượi thôi, thích lắm. Đi theo cái con đường mòn này nè để dẫn xuống dưới suối đó các bạn, xuống cái thác luôn đó. Có một bé nai đi lạc nè. Rừng này có nai, nhưng mà sao mà chỉ có một bé à, dễ thương quá. Có một bé nai ở đây thôi nè, nó đi lang thang đây nè các bạn. Mà nó cũng khá là dạng, nó không có biết sợ nè. Nó lại gần con người luôn á. Rất là dễ thương ha. Coi bé đó làm cái gì, giống như là bé đang giáo giác tìm người thân vậy đó. Không biết là gia đình của bé ở đâu, nhưng mà mình chỉ thấy có mình bé nè. Không biết bé trai hay bé gái nữa. Nhưng mà đó. Thấy nhiều người dòm bá, bé sợ bé đi, nhưng mà ra đây đứng. Dễ thương lắm các bạn, nó không có biết sợ này không, mà nó cứ giống như là nó lạc người thân á, nó đang đi tìm người thân hay sao á. Thấy dễ thương quá. Mà đây mát rượi rồi các bạn ơi, thời tiết ở đây mát lắm. Tại vì nó ở dưới thấp á các bạn, mà xung quanh toàn là cây cối không thôi, cho nên là mát rượi à. Rồi mình tới con thác rồi nè. Thác này nó không có lớn nhưng mà nó rất là mát luôn các bạn. Đây đó, người ta tắm ở dưới rồi nè, đứng tắm giống như là shower vòi bông sen á các bạn. Nhưng mà nước lạnh lắm các bạn ơi. Nước này là từ ở trên nước tuyết nó tan chảy ra đó, trên núi chảy xuống đó các bạn. Đó, tuyết ở trên cao này nè, nó chảy xuống. Cũng thú vị lắm các bạn. Mình có thể đi bọc vòng ra phía sau nữa đó, tại vì nó là ở trên núi nó chảy xuống. Đó, nó có cái hốc ở bên trong nè các bạn. Ở đây nó có cái hang nữa. Nói chung là rất là thú vị luôn. Đây, để mình quay từ trên cao cho các bạn coi đó. Tuốt ở trên đỉnh nó xuống, nó chảy xuống nè. Đó. Giống cái vòi bông sen ha các bạn ha. Rồi cái thiên hạ cứ lại đó tắm. Mặc quyền bộ đồ vậy đó, cái đứng vô đó cho nó nước nó chảy xuống tắm. Mà lạnh lắm các bạn, nước lạnh lắm. Người Mỹ họ chịu được, chứ người châu Á mình không thấy người châu Á nào mà tắm kiểu này được hết. Mà Mỹ thì thôi, Mỹ trắng với lại Mỹ đen thì mình thấy đó. Họ bu lại họ tắm. Ở đây là cái bia mà người ta đã ghi lại đó các bạn. Giống như là người ta trùng tu, người ta
phát ra đó, mà tưởng niệm á, để kỷ niệm đó các bạn, rất là thú vị luôn. Ở trong đây mát rượi à các bạn ơi, mát lắm luôn á, cho nên mình rất là thích đi vô trong đây. Đây trong đây nó có cái hang nè các bạn, sâu thật là sâu luôn, nhưng mà mình không có chui vô hang, mình chỉ thích ở ngoài cây lá vậy nè, đi dập dập rừng cây vậy nè thì thú vị hơn. Trong đây mấy cái hốc đá rất là nhiều các bạn, mà hốc đá có nước nó chảy xuống nó róc rách cũng vui tai lắm đó. Cái hốc nữa nè, hốc rất là sâu ha. Đó, đây 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 một cái hang đó, đó là một cái hang đó các bạn, đen thui tối thui à, nhưng mà cảnh ở đây thì rất là tuyệt đẹp. Mà nếu mà các bạn nào mà ở Sacramento mà muốn đi ở đây á, thì rất là dễ đi luôn. Lái xe 2 tiếng đồng hồ là tới rồi. Mà nằm ngay freeway luôn nữa, cho nên rất là tiện lợi luôn. Ngay góc á các bạn, rất là tiện. Đó các bạn thấy cái hang không? Đây, cái hang nè. Đi vô trong, vô sâu lắm á. Bò vô được nhưng mà mình không vô. Mình chỉ đứng ở ngoài mình quay vô cho các bạn coi vậy thôi, chứ hôm nay không phải là ngày mình bò mà chui vô hang. Hôm nào mình chui vô hang nữa thì hôm bữa mình đã có post lên cái mình đi vô trong hang động rồi đó. Hôm nay là mình đi tắm thác, tắm suối. Đây đó các bạn coi đó. Người ta nè, đó nó mặc đồ vậy nó vô nó tắm vậy đó các bạn. Giống như là cái vòi nước bông sen, vòi bông sen vậy đó. Cũng vui lắm các bạn, mà nước lạnh lắm các bạn ơi. Mình chỉ có lội ở dưới nước thôi, chứ mình không có tắm như họ. Nước lạnh lắm, nhưng mà mát lắm các bạn. Ở trong đây là rừng nguyên sinh đó, nó mát thì thôi, đi dạo trong đây rất là tuyệt vời. Nên mình rất là thích ở trong đây. Cho mình ở trong đây cả ngày mình cũng chịu nữa. Đem đồ ăn vô đây picnic đó các bạn. Ở đây người ta cũng có làm như vậy, cũng rất là thú vị luôn. Các bạn thấy không, mảng xanh không? Xanh rì. Ở bên đây họ bảo tồn thiên nhiên rất là nhiều các bạn, cho nên là cảnh xanh tươi như vậy, rồi suối, rồi nước vậy đó, thú vị lắm. Vậy thôi mình xin phép dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã coi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp.